Đang phát xin chào bạn. Sau đây đang giới thiệu các bạn máy KM6000 của hãng Zomoxi sản xuất. Máy này cuối nông. Hiện tại đang phân phối màu đen. Máy rất đẹp. Tỷ lệ truyền của máy là 5.2.1. 11 vòng bi. Máy chế độ bay tuner. Gọi là chế độ sáng cước nhanh. Đây các bạn. Được cái các bạn gật tay này. Được cái sáng cước. Gật cái đã nhả cước. Đấy. Bạn đã chỉnh chế độ trả cước ở đây. KM60. KM6000. Được cá gầy cái tự chạy. Đấy. Cuối nông. Sức chứa cước của cước đây ạ. Chứa vào cước đối với 0,32 là 0,32 là 450 m, chứa khá nhiều tay quay. 0,35 là 380 m, 0,45 là 270 m. Rất đẹp. Đã cố nông lại còn chế độ bay tuner thích hợp và rất thích hợp với dòng câu lục xa bờ. Vừa rồi đang xin giới thiệu các bạn máy KM và hãng Zomoxi sản xuất. Đang phát sinh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Phát Sinh.